Các bác sĩ chỉ cần đặt hộp voi sát mặt em bé, ấn phím update và sau khoảng 3 giây thì chúng ta có thể quan sát được khuôn mặt của em bé. Thiết bị Tế Huy Lợi xin chào bác sĩ. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ trực tiếp sử dụng mẫu máy siêu âm bàn đẩy lấy 9 đến từ thương hiệu Edan. Và theo nhà sản xuất giới thiệu thì mẫu máy này sẽ có hai điểm mạnh nhất, đó là sản phụ khoa và tim mạch. Mục đích của video đó là trong video lần này thì chúng tôi sẽ sử dụng các loại đầu dò, các phần mềm và công cụ trên máy siêu âm lấy 9 để siêu âm trên đa dạng các đối tượng bệnh nhân. Để từ đó thì thông qua video các bác sĩ có thể hiểu được từ 80 tới 90% chất lượng hình ảnh của máy. 10-20% còn lại sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, một là kỹ thuật siêu âm và thứ hai là vì quay bằng điện thoại và bằng máy cho nên là không thể nào hình ảnh rõ nét giống như khi chúng ta xem trực tiếp. Vậy thì với mức giá trong khoảng từ 400 tới 500 triệu thì lấy 9 sẽ có chất lượng hình ảnh như thế nào? Ngay sau đây xin mời các bác sĩ cùng chúng tôi trải nghiệm trực tiếp. Đầu dò đầu tiên mà chúng tôi sử dụng là đầu dò khối có mã hiệu C621Q. Và khi sử dụng đầu dò khối thì đa phần các bác sĩ đều muốn xem khả năng dựng hình 3D, 4D của máy siêu âm. Và có hai vấn đề mà các bác sĩ thường quan tâm nhất. Một là hình ảnh 3D, 4D có đẹp và chân thực hay không. Hai là việc dựng hình có dễ thực hiện hay không. Ở đây thì chúng tôi siêu âm trên thai nhi thật và không siêu âm trên mô hình phantom. Vì khi siêu âm trên mô hình thì lúc nào chúng ta cũng có tư thế thai đẹp nhất, thuận lợi nhất. Thế nhưng trên thực tế thì có rất nhiều các trường hợp tư thế thai không được thuận lợi, làm cho các bác sĩ gặp khó khăn trong quá trình dựng hình. Chính vì vậy chúng tôi lựa chọn siêu âm trên thai nhi thật là để xem máy sẽ có những công cụ gì hỗ trợ cho chúng ta khi dựng hình trong trường hợp tư thế thai không thuận lợi. Hình ảnh đầu tiên mà các bác sĩ đang quan sát là hình ảnh chúng tôi siêu âm thai 28 tuần vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Ở thời điểm này thì ối của sản phụ còn khá nhiều, tư thế thai cũng tương đối thuận lợi, vì vậy rất dễ dàng để chúng ta có thể dựng hình thai nhi. Các bác sĩ chỉ cần đặt hộp voi sát mặt em bé, ấn phím update và sau khoảng 3 giây thì chúng ta có thể quan sát được khuôn mặt của em bé. Và các bác sĩ có thể thấy là có một công cụ mà tôi sử dụng trong xuyên suốt quá trình dựng hình. Công cụ đầu tiên sẽ hỗ trợ cho các bác sĩ dựng hình, đó là eFace. Như các bác sĩ có thể thấy thì eFace sẽ làm xóa bớt các phần che mặt thai nhi, làm rõ nét và làm bóng hơn các chi tiết trên khuôn mặt thai nhi. Tiếp theo thì chúng tôi sẽ sử dụng hình ảnh 3D vừa dựng xong để sử dụng phần mềm eLight. Phần mềm này thì thường các bác sĩ sẽ biết đến với cái tên là HD Light hoặc là 5D. Và eLight sẽ làm cho màu sắc da của em bé gần với màu da thật nhất. Và các bác sĩ sẽ cần phải điều chỉnh góc rọi sáng làm sao cho phù hợp với mặt em bé nhất để hình ảnh là đẹp nhất. Và các bác sĩ có thể quan sát thấy là mặc dù eLight làm cho màu sắc da của em bé thật hơn, tuy nhiên thì độ sắc nét và độ chi tiết ở các vị trí, ví dụ như khóe miệng, lỗ mũi và mắt thì sẽ không thể đẹp như hình ảnh 3D thường. Đó là trong những trường hợp mà tư thế thai tương đối thuận lợi và chúng tôi sẽ tiếp tục siêu âm vào một thời điểm khác, vào ngày 15 tháng 4 năm 2023, khi thai được 32 tuần. Lúc này thì ối của sản phụ cũng đã ít hơn và mặt em bé thì nằm sát với thành tử cung của mẹ hơn. Chính vì vậy khi dựng hình thì chúng ta không thể ngay lập tức thu được hình ảnh đẹp, đặc biệt với những bác sĩ mà chúng ta chưa có nhiều kinh nghiệm dựng hình 3D, 4D. Ở hình ảnh này thì các bác sĩ có thể quan sát là hình ảnh 3D thì có khá nhiều các phần nhiễu trước mặt em bé. Và chúng tôi sẽ sử dụng công cụ thứ hai, đó là công cụ điều chỉnh gain của hình ảnh. Giảm gain xuống để phần nhiễu trước mặt em bé bớt đi và có thể quan sát rõ các chi tiết hơn. Trong trường hợp này, nếu mà chúng ta cắt quá sát mặt thai làm cho hình ảnh bị khuyết thì chúng ta cũng có thể tăng gain lên, thì máy sẽ tự động bù những cái phần hình ảnh khuyết cho chúng ta. Với trường hợp tiếp theo này thì phần nhiễu trước mặt thai nhi quá nhiều và việc tôi giảm gain hình ảnh không làm hết được các vật cản. Chính vì vậy chúng tôi sử dụng công cụ hộp voi tự động. Máy sẽ tự động định vị vị trí hộp voi sao cho phù hợp nhất để quan sát rõ khuôn mặt em bé, và như các bác sĩ có thể thấy thì ngay lập tức nó sẽ xóa đi cái phần che trước mặt em bé và để cho chúng ta quan sát rõ các chi tiết trên mặt em bé hơn. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh siêu âm 4D theo thời gian thực được chúng tôi thực hiện vào ngày 25 tháng 4 năm 2023 khi thai được 34 tuần. Và các bác sĩ có thể thấy là tốc độ khung hình 4D sẽ phụ thuộc vào độ chi tiết của hình ảnh.
Ở hình ảnh đầu tiên này thì khi tôi chọn chế độ dựng hình có tương đối nhiều chi tiết, hình ảnh 4D sẽ rất rõ nét, chân thực. Tuy nhiên thì vì chi tiết của hình ảnh nhiều cho nên sẽ làm giảm tốc độ khu hình xuống chỉ còn khoảng 1 tới 1,5 khu hình trên giây, cho nên hình ảnh nó sẽ có hơi có cảm giác là bị giật. Ở hình ảnh tiếp theo thì chúng tôi lựa chọn chế độ có ít chi tiết, dựng hình có ít chi tiết trên khuôn mặt thai nhi hơn. Chính vì vậy mà tốc độ khung hình sẽ được tăng từ 2 đến 3 lần, rơi vào khoảng 3 khung hình trên giây. Mặc dù là chi tiết trên mặt thai nhi không còn được sắc nét như ở hình ảnh trước, nhưng chúng ta có thể quan sát thấy những hình ảnh, những cái chuyển động rất là thật của em bé. Ví dụ như hình ảnh ở đây là khi em bé đang cười. Và vì với tốc độ khung hình này sẽ bắt được những chuyển động tương đối nhanh, cho nên là nếu các bác sĩ muốn hình ảnh mượt hơn và chúng ta bắt được những chuyển động thật hơn thì chúng ta sẽ nên sử dụng chế độ này. Với siêu âm 2D trên đục giáo khối thì chúng tôi đã thực hiện hình ảnh siêu âm tim thai. Và ở trên máy thì sẽ có sẵn các preset cho chúng ta. Có luôn một cái preset là Fetaneco. Đây là preset dành riêng cho siêu âm tim thai. Và chúng ta nên chọn sẵn cái chế độ này để có được những hình ảnh tốt nhất. Hình ảnh mà các bác sĩ đang quan sát là hình ảnh chúng tôi thực hiện siêu âm Doppler tim thai, mặt cắt 4 buồng ở chế độ Dual Light, để có thể quan sát đồng thời cả hai chế độ là 2D và Doppler. Hình ảnh tiếp theo mà chúng tôi đang thực hiện đó là siêu âm Doppler màu và Doppler xung dây rốn bằng đầu dò khối. Sau khi mà có phổ Doppler xung thì chúng tôi sẽ sử dụng phần mềm AutoChase để máy tự động tính toán các chỉ số của phổ Doppler xung. Và vừa rồi thì chúng tôi đã sử dụng trực tiếp và giới thiệu các tính năng của mẫu máy siêu âm bàn đẩy EDA19. Và nếu các bác sĩ muốn tìm hiểu chi tiết hơn thì xin vui lòng liên hệ tới số điện thoại trên màn hình để gặp các chuyên viên tư vấn. Thiết bị Tế Nguyên Lợi xin chân thành cảm ơn các bác sĩ đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.